Vang với thông điệp an toàn là bạn, tai nạn là thù, chúng ta hãy hành động từ ngày hôm nay. Có văn hóa giao thông là vì sống, vì cộng đồng. Xin toàn thể hội thi chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tất cả các vận động viên đến từ đội Nike Studio. Xin mời. Trường học không chỉ là nơi dễ học, dễ chơi, dễ tham gia trải nghiệm, mà đó còn là ngôi nhà thứ hai của các em. Là nơi các em được thể hiện điều mình mong muốn nhất. Con thích về nhà lúc 5 giờ, cả ngày chỉ nhìn vào sách vở. Con không thích bài tập về nhà, nhưng không làm TV nhắc nhở. Con thích xem phim hoạt hình, nhưng mà 6 giờ mới có. Chỗ học ta muốn xem toàn là về và toàn khó. Ở nhà con chơi rửa bát, ăn nên con không để mẹ nhắc. Set up.
hiện trên tất cả các tuyến đường. Mỗi cá nhân chúng ta nhớ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy, xe đạp điện. Đội mũ chăm con, chọn đi đường cha mẹ. Trước nhìn sau, không nên xa rắc lề đường. Còn không vừa dạy phần cách học ba ba này, không đi ăn bốn hàng ba, không chở qua người quy định. Vì sao thằng văn minh này chớp chớp, đi đâu cũng chớp vội ba, không dừng xe trước cổng trường. Thằng tắc đường phố xa này tăng tuốt, đi bộ bên kia về, đi đâu cũng nhớ vội ba. Đừng ngủ bảo hiểm khi đi xe máy, an toàn xe đạp điện. Kính thưa quý vị, bằng trái tim, lắng nghe trẻ em, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Pháp luật sẽ nghiêm trị những hành vi vi phạm an toàn giao thông, cũng như tuyên dương những hành vi ứng xử có văn hóa giao thông, để cùng nhau xây dựng một môi trường văn hóa giao thông. Tuổi trẻ Lâm Đồng với văn hóa giao thông năm 2022, đội Nike Studio của chúng em với thông điệp: trẻ em là bước trên cành, giao thông đội mũ an lành cho con. Xây dựng văn hóa giao thông, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất để hạnh phúc từ hôm nay. Đến với hội thi, chúng em xin kính chúc toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc ngày hội của chúng ta